Bạn mình là thế anh, mình lấy từ cộng đồng, thế anh nhớ đây anh. Cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án AI đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Shivert. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Dự án sẽ chọn ra 9.950 người may mắn sẽ nhận được token nhé, 950 người may mắn anh em lưu ý. Ở phía dưới thì nó lại ghi là 1.000 người may mắn đúng không ạ? Như vậy là những người may mắn thì nhận được 50 token ở CREZ. Đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ join Discord này. Fiverr. Em chờ chút. Discord liên kết có vẻ là mình chưa có join vào Discord liên kết, mình sẽ thử lại xem nào. Có vẻ là cái Discord này không phải là Discord mình liên kết. Hơi khoai đấy, để xem đã. Rồi, mình hiểu rồi. Discord này không phải là Discord mình liên kết với lại Discord phải Discord này. Em chế phút. Đang xử lý cái vấn đề Discord này. Ok, đã xong. Tiếp theo là sâu very register. Rồi tiếp theo là retweet là bài đăng này, chúng ta sẽ tiến hành retweet. Cái này nó giống như Glam, nó sẽ liên kết các cái kênh Twitter, Discord và các kiểu. Join kênh Telegram channel. Ok. Rồi tiếp tục là join tiếp một kênh Telegram nữa. Follow in Telegram. Subscribe YouTube. Ok, visit website. Trang chủ dự án đây. Ví này, chúng ta đi địa chỉ ví web 20, chúng ta dùng ví test ở trên chất wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy vào địa chỉ ví test rồi quay trở lại gọi kết vào. Ok, và rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Shivert. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn xem tiếp theo.